Thưa cộng đoàn phục vụ, chúng tôi vừa kết thúc kỳ tĩnh tâm 4 ngày. Trong kỳ tĩnh tâm này, cha giảng phòng đã nói cho chúng tôi về lương tâm, đặc biệt là nói về lương tâm sai lầm. Khi nói về lương tâm sai lầm thì Ngài nói ai trong chúng ta cũng có những lúc sai lầm, hay nói đúng hơn, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của những phán quyết hay của những hành động được dẫn dắt bởi những thứ lương tâm sai lầm. Có thể con cái chúng ta là nạn nhân của những quyết định sai lầm của chúng ta, những người là cha mẹ. Rồi cái cha mẹ cũng là nạn nhân của những hành động được dẫn dắt bởi một thứ thương tâm sai lầm nơi con cái. Đặc biệt là Ngài nói rất nhiều về hoàn cảnh xã hội mà chúng ta đang sống. Những quyết định xuất phát từ lương tâm sai lầm đã gây nên biết bao nhiêu những thảm trạng cho con người, biết bao nhiêu những thảm trạng gây nên những đổ vỡ trong mọi mối tương quan của con người đối với nhau. Thưa anh chị em, trong những ngày chúng tôi tĩnh tâm và được chia sẻ về lương tâm sai lầm, chúng tôi nhận được tin cha già Giuse qua đời. Sự ra đi của người cùng với những lời chia sẻ về cuộc sống, về sự mong manh của kiếp người, về việc mỗi chúng ta ở giữa cuộc đời này sao thật nhỏ bé, làm cho tôi suy gẫm về thân phận con người. Cái gì là bảo đảm cho chúng ta, nhất là khi chúng ta là những con người chẳng ai biết tới. Cha già Giuse, chúng ta ở nơi đây mấy người biết Ngài? May quá ngày nay truyền thông phát triển cho nên chúng ta có thể biết về Ngài. Còn anh chị em, từng người chúng ta ngồi ở nơi đây, mấy ai biết chúng ta? Vậy thì cuộc sống này đáng là gì? Số phận của chúng ta, những con người nhỏ bé chẳng ai biết tới, cuộc đời mình có gì bảo đảm? Và chúng ta sẽ đi về đâu? Đấy là một câu hỏi không dễ trả lời. Hôm nay trong ngày chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho cha Giuse, lời ngày Chúa hôm nay như là một bảo đảm cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu hôm nay nói với chúng ta: Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em, và nơi nhà cha của thầy có nhiều chỗ ở. Chúng ta được bảo đảm không phải bởi công nghiệp của chúng ta. Chúng ta nghe đọc tiểu sử của cha già Giuse, anh chị em thấy cũng chẳng có gì nổi trội. Nếu tính công nghiệp để chúng ta ra trước tòa Chúa để được thưởng được phạt thì thưa anh chị em, có khi chúng ta chẳng có công nghiệp gì.
việc chúng ta được cứu là quà tặng ân sủng của Chúa. Việc chúng ta được cứu là do lòng xót thương của Người. Chiều hôm nay tôi đọc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ 2018. Một sứ điệp cực kỳ quan trọng dành cho người trẻ để chuẩn bị bước vào kỳ Đại hội Giới Trẻ năm tới tại Panama, nhất là để chuẩn bị cho Hội Thánh trước kỳ Thượng Hội đồng Giám mục bàn về tuổi trẻ, ơn gọi và sự phân định sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã chọn đoạn lời Chúa liên quan đến việc Thiên Chúa đến chọn Đức Trinh Nữ Maria để qua mẹ con Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong sứ điệp năm nay, Ngài đặc biệt nhấn đến câu nói của sứ thần dành cho mẹ Maria: đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Chú giải câu này, Đức Thánh Cha viết những lời đầy ý nghĩa mà tôi nghĩ rằng rất phù hợp với chúng ta hôm nay, trong ngày chúng ta cùng hiện diện để cầu nguyện cho cha Cố Giuse, nhất là để mỗi chúng ta khi nhìn về cuộc đời âm thầm của một vị linh mục thì cũng nhìn về cuộc đời âm thầm của mỗi chúng ta, để chúng ta tin rằng chúng ta cũng được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta cũng được Thiên Chúa xót thương và được Thiên Chúa kêu gọi như Chúa đã kêu gọi Đức Maria trong sứ mạng của Người. Đức Thánh Cha viết: ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi. Ngài trích trong thư trong sách ngôn sứ Isaiah chương 43 câu 1: Thiên thần sứ giả của Thiên Chúa gọi tên Maria bằng tên. Thiên Chúa có quyền đặt tên trong công trình sáng tạo. Đức Chúa gọi mọi thù tạo theo tên. Có một căn tính đằng sau mỗi cái tên, đó là cái duy nhất trong mọi thứ duy nhất, trong mỗi người duy nhất. Điều ấy là mối thân tình căn bản mà chỉ Thiên Chúa thực sự biết đến. Quyền thánh thiêng này Thiên Chúa chia sẻ với con người khi Ngài mời gọi con người đặt tên cho thú vật, chim trời và cho cả con cái loài người. Maria, Thiên Chúa đã gọi tên của Đức Mẹ. Và nhờ gọi tên của Đức Mẹ, Thiên Chúa trao sứ mạng cho mẹ. Và lời xin vâng làm nên căn tính của một con người. Thưa anh chị em, cha Cố Giuse cũng đã có lúc được Chúa gọi tên. Giuse gọi tên lúc Ngài lọt lòng mẹ. Chúa cũng gọi tên ngày Ngài thanh tẩy, gọi đích tên, đích danh tên Ngài, đặc biệt ngày khấn ròng, ngày trở thành linh mục. Ngài cũng gọi đích tên trong những năm cuối đời, khi Ngài gắn cuộc đời mình 10 năm trời trên chiếc xe lăn. Lúc đó tôi nghĩ rằng Thiên Chúa cũng gọi tên Ngài. Và 10 năm trên chiếc xe lăn, trong sự vui vẻ đón nhận, trong niềm vui. Và anh chị em nào biết Ngài, những lần tôi vào giảng tĩnh tâm, không ngày nào Ngài bỏ đến nghe giảng tĩnh tâm. Ngài ngồi trên chiếc xe lăn với tất cả niềm vui để tham dự kỳ tĩnh tâm với tất cả những bạn trẻ. Thưa anh chị em, 10 năm trên chiếc xe lăn, Chúa gọi tên vào lúc Ngài quỵ ngã
Và niềm vui trên chiếc xe lăn là chính lời ứng đáp của người, để hôm nay chúng ta có quyền tin vào chính lúc đó Ngài đã sống một cuộc đời thánh thiện. Anh chị em cũng thế, thưa anh chị em, đời chúng ta tuy nhỏ bé nhưng chúng ta phải tin rằng Chúa cũng đã gọi tên chúng ta. Chúa gọi tên chúng ta vào trong những khoảnh khắc của cuộc đời, gọi đích tên chứ không phải gọi một tên gọi chung chung. Trong lịch sử cứu độ, chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn gọi tên Adam, người ở đâu? Rồi Chúa gọi tên Samuel, Samuel. Chúa luôn gọi tên, và mỗi khi Chúa gọi tên có một sứ mạng được trao, để khi người ta thi hành sứ mạng họ trở nên thánh. Anh chị em cũng được gọi tên ngày chúng ta chào đời. Anh chị em cũng được gọi tên ngày chúng ta thành hôn với nhau. Chúa gọi đích danh tên và giao cho chúng ta một người, để chúng ta cùng với người đó sống một đời thánh thiện. Rồi mai đây có khi gặp lúc khó khăn, Thiên Chúa lại gọi tên chúng ta. Những lúc vác thánh giá, Chúa gọi tên chúng ta. Để rồi khi chúng ta ứng đáp bằng một thái độ hiến dâng, bằng một tình yêu thương, bằng một hành động đón nhận những thử thách trong nhẫn nại, trong sự nhẫn nại khi đón nhận thử thách, Chúa sẽ thánh hóa chúng ta. Đức Thánh Cha nói, khi kêu gọi ai đó bằng tên, Thiên Chúa cũng tiết lộ cho người ấy biết ơn gọi của người, kế hoạch thánh thiện và thành toàn của người. Qua đó người ấy trở thành món quà cho tha nhân và là duy nhất. Khi Thiên Chúa muốn mở rộng chân trời cuộc sống, Ngài đặt một tên mới cho con người mà Thiên Chúa gọi, như Ngài đã làm với Simon và mà Ngài quen gọi là Phêrô. Chúa gọi tên, chúng ta được mời gọi trở thành món quà, thưa anh chị em. Đối với chúng ta, cha Giuse, đặc biệt đối với chúng tôi, thực sự Ngài là một món quà. Và anh chị em cũng vậy. Chúng ta phải ý thức khi chúng ta được Chúa gọi tên, những người thân của chúng ta là một món quà. Và vì là một món quà, chúng ta sống lòng biết ơn, biết ơn đối với người tặng quà, và biết ơn vì chúng ta nhận một món quà. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay khi tưởng nhớ cha Giuse, nhìn về một cuộc sống nhỏ bé khiêm nhường, nhìn về một con người chẳng có gì nổi trội, chúng ta cũng được mời gọi nhìn về cuộc đời của chúng ta, để tất cả chúng ta cùng cha Giuse cất lên lời tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã gọi tên cha Giuse trong cuộc đời, và Chúa cũng gọi tên mỗi người chúng ta trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời. Điều cần là chúng ta hãy đáp lời gọi ấy bằng sự hiến dâng, hay bằng lời xin vâng như Đức Mẹ. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy vâng, xin vâng như lời sứ thần Chúa truyền.